tính đi 30 phút là em quay được 15 video. Mà trong đó anh đi từ đây đến đây là đi lâu đấy. Đây là chứng tỏ là chú ngắt quãng. Quên không ấn đúng không? Có quên không? Không, em vẫn ấn bình thường. Không dừng có cả xe này. Xe có được chặt không? Khó, che này che trồng ấy. À, che trồng gì? Ừ. Che rừng này, che nào? Che rừng phải ở trong tít rừng sâu. À. Che ở chỗ bên kia là che, che tự nhiên. Đây che trồng. Che trồng là của dân. Mà cái che gần nhà này là che trồng ấy. Con mẹ con gì đốt em ạ. Tôi té đi. Em vào rừng mà chưa? Dạ em vào 1-2 lần. 1-2 lần thôi. Tại em đi học ở xa. Học ở tiết diễn luyện này. Ở đây không có trường cấp 2 à? Có nhưng mà kiểu bố em chuyển cho hai anh em đi học. Đấy làm gì? Đấy đi học làm gì? Đấy là chỉ nhớ. Với cả trường đấy nó chỉ nhận những người học sinh giỏi em. À, học sinh giỏi rồi. Vâng. Bố em mới làm nông vườn. Làm nông hả? Suối này có tắm được không? Suối này nó tắm nhưng mà nó bẩn lắm. Bẩn lắm.